Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì như các bạn đã biết, nếu như mà đúng theo lịch thì giờ này mình đã phải ở Ấn Độ. Thì tại sao bây giờ mình vẫn ở Việt Nam? Mình sẽ chia sẻ ngay sau đây. Có thể chia sẻ được của mình, các bạn sẽ nghĩ là cái việc của cá nhân của ông thì liên quan gì đến việc kiếm tiền online mà ông phải post lên YouTube như thế này? Thưa các bạn, thì cái này nó liên quan đến việc kiếm tiền online, liên quan đến những gì mà chúng ta đang hoạt động ở trên kênh này, những cái thông tin mà các bạn muốn lấy, muốn muốn gặt hái từ kênh này thì nó liên quan. Chính vì nó liên quan nên là mình mới làm clip này. Ok, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem nhé. Ok, thì sự việc là như này, đến gần đến ngày bay thì trường mình mới mail lại cho mình rằng là cái hãng máy bay mà trường mình đã mua vé cho mình nó đã bị phá sản. Và trường bắt muốn mình là tự mua một chiếc vé khác, và sau đó thì mình đã thử test là mua một chiếc vé khác thì có giá vào khoảng hơn 500 đô. Đấy là còn chưa kể là mới là từ bay từ Việt Nam sang Ấn thôi. Chưa kể là cái quá trình mà mình còn bay phải bay nội địa về trường nữa, rồi còn di chuyển như các kiểu. Đấy là còn chưa tính. Nói chung là một cái chuyến đấy thì có thể là hơn 500 đô. Đối với mình hơn 500 đô thì nó cũng không phải là một vấn đề lắm. Nhưng mà nó nằm ở cái việc như này. Và mình đã khiến cho mình quyết định là không quay lại Ấn nữa và cũng không cần thiết phải theo học nữa. Thứ nhất là điều mình muốn chia sẻ đó chính là một hãng máy bay nó còn có thể phá sản. Vậy thì tất cả những web đầu tư mà mình hướng dẫn cho các bạn thì chắc chắn là nó sẽ scam, chẳng qua là lúc nào nó scam mà thôi, chúng ta cần phải biết lúc nào nó scam. Vì vậy, chính vì vậy nên là mình phải làm rất nhiều những clip mà hướng dẫn các bạn là như vậy. Và những bạn mới thì lưu ý rằng là các bạn sẽ không thể nắm bắt được là lúc nào nó scam cả. Nên ra những bạn mới thì thường phải xem lại rất nhiều clip của mình và xem lại nắm vững các kiến thức thật chắc. Rất nhiều bạn thậm chí còn nắm vững kiến thức thật chắc rồi mà đầu tư các bạn vẫn còn đầu tư sai. Cá nhân mình cũng thế, cá nhân mình nắm vững kiến thức thật chắc rồi nhưng mà đầu tư mình vẫn đầu tư sai, chứ không phải đầu tư lúc nào mình cũng thắng cả. Thậm chí là mình còn, nếu như các bạn mất một thì mình còn mất 10 cơ, 10 lần số của các bạn, bởi vì mình muốn gia tăng cái số lượng tiền. Vì mình tiền mình càng nhiều thì mình đổ càng nhiều tiền thì mình mất càng nhiều. Đấy là rủi ro, và điều mình muốn chia sẻ là rủi ro đến với mình nó đúng thật là một rủi ro mà mình không hề nghĩ tới. Cho tất cả mọi thứ mình đã chuẩn bị rồi, visa rồi đồ đạc những các thứ mình đã chuẩn bị cho một chuyến bay, chuẩn bị cho một cái chuyến đi ở Ấn rồi, mọi thứ mình đều chuẩn bị cả, liên hệ với bạn bè của mình ở bên kia, liên hệ tất cả mọi thứ, các thứ các thứ các kiểu, rồi cuối cùng mình lại phải dừng lại. Mình thật là buồn. Nhưng mà có vấn đề như này mà mình muốn chia sẻ với các bạn nữa, đó là duy nhất cá nhân mình buồn thôi, còn bạn bè mình, đồng nghiệp mình không ai buồn cả, ai cũng vui mừng, họ đều vui mừng và hân hoan với việc là mình không thể đi được Ấn. Mình đã từng chia sẻ với các bạn là nếu như các bạn thành công thì không hề ai muốn các bạn thành công cả. Trong cuộc đời này không ai hề muốn các bạn thành công cả. Kể cả là bố mẹ bạn, thậm chí không không ai mong muốn bạn thành công. Ở đây thì mình nghĩ rằng là việc mình dừng lại, mình không thể đi được Ấn thì chắc là cũng rất là nhiều bạn vui mừng, nhưng mà cũng rất nhiều bạn tiếc cho mình. Đấy, duy nhất thì chắc là có những người đang xem, ít nhất thì có những người đang xem đây, còn có những người thì cảm thấy là tiếc nuối cho mình vì mình không đi được Ấn. Nhưng mà còn gần như bạn bè và đồng nghiệp của mình thì họ hoàn toàn là vui mừng, họ rất vui mừng. Đồng nghiệp thì họ vui mừng vì mình ở nhà thì có thể làm được việc. Thế là mình bắt đầu nghĩ mình có nên bỏ cái công việc này không? Mình có nên bỏ cái công việc mà mình đang làm hiện tại? Thực ra thì với việc mình làm YouTube này, rồi việc mình đầu tư online này, là mình đã đủ để có cho một cuộc sống nó ổn định rồi, mình cũng không nhất thiết phải đi làm. Chẳng qua là mình tiếc những năm tháng mình học tập thì mình còn theo đuổi nghề thôi, chứ còn không thì nó cũng chả giúp ích được gì cho mình cả. Tiền thì cũng ít chứ không phải là tiền tiền lương mình nhá, vừa đi làm này, đương nhiên là mình tuy là làm ở cơ quan nhà nước nhưng mà vẫn là đi làm thuê, vẫn chịu áp lực của mọi phía, áp lực từ đồng nghiệp, áp lực từ lãnh đạo, rồi áp lực rồi hội hè họp, nói chung là rất nhiều áp lực rồi, kể cả áp lực cái việc là khung giờ mình phải đến cơ quan nữa cơ, cũng là một áp lực. Mà nhất là người mình làm việc liên tục như mình thì nó sẽ
rất là mệt mỏi. Thế mà cuối cùng không ai mong muốn mình thành công, họ khá là vui mừng. Kể cả là bạn bè mình nữa cũng rất là vui mừng vì việc mình không thể đi học được. Giống như kiểu là cái vận đen của mình nó đến ý. Thì mọi người đều, mình cũng không hiểu cái cảm giác của mình cũng không biết là tả lại cho các bạn như nào, nhưng mà các bạn cứ thử đầu tư mà các bạn bị thua lỗ khi đầu tư ấy, thì mình đảm bảo với bạn là nếu như bạn có kể với một bạn bè của các bạn khi mà chơi online bạn thua đầu tư thua lỗ, thì chắc chắn họ rất vui mừng. Họ không nói ra đâu nhưng mà họ rất vui mừng. Thì họ sẽ bảo à ôi tao biết mà, rồi ôi tao lạ cái gì nữa, mày ngu thì mày chết đi, rồi thế này thế kia. Họ cái tâm lý của họ lúc nào cũng không muốn chúng ta thành công, bởi vì chúng ta làm những điều mà khác hoàn toàn so với những người khác. Khi mà điều mình muốn chia sẻ với các bạn ấy, khi mà các bạn làm những điều gì đó khác hoàn toàn với người khác, khi các bạn xem kênh của mình để đầu tư online này, xem kênh của mình để kiếm tiền ảo này, thì các bạn đang làm những cái thứ mà các bạn đại khái là làm những cái thứ khác với người khác. Và cá nhân mình cũng như vậy, mình đang làm những cái thứ mà nó khác hoàn toàn so với những người mà mình quen biết. Gần như những người mà mình quen biết thì họ hoàn toàn không đồng tình, họ vẫn nghĩ ở thời điểm hiện tại họ vẫn nghĩ mình lừa đảo, bởi vì cái kiếm tiền online như này họ vẫn nghĩ là mình lừa đảo nhá, họ không tin mình đâu. Mình nói thật với các bạn thế, tất cả những người xung quanh mình họ hoàn toàn không tin mình và họ đều mong muốn mình không thành công ở trên con đường này. Và tại sao họ lại như vậy thì cái đấy là người cái dễ hiểu thôi, bởi vì mình đang làm những cái thứ, chúng ta kể cả mình hay là kể các bạn hay chơi này, làm những cái thứ mà nó gọi là khác người, khác với so với những người khác. Mà khi mà làm cái gì đó mà khác so với người khác thì người ta sẽ sinh ra một cái trạng thái gọi là một trạng thái tự vệ bản thân, tự bào chữa cho bản thân. Có nghĩa là nó tự bào chữa cho bản thân rằng là bạn hoàn toàn không đúng, còn họ mới là người đúng. Họ kiểu như là cái tôi trong họ, họ đứng ra bào chữa cho bản thân, họ mới là người đúng, còn bạn là người sai. Thì khi bạn làm cái điều gì đó khác biệt đi thì thông thường thì khi chúng ta là những người thành công thì chúng ta phải có những lối đi riêng. Thì việc đấy cũng dễ hiểu thôi. Thì mình quyết định là sẽ nghỉ cái công việc hiện tại của mình, mặc dù là mình đã tính là nghỉ khi mình đi bán bảo hiểm. Ok, thì mình sẽ quyết định bỏ việc và đi làm những thứ mà người ta cho là điên rồ nhất thì mình sẽ làm. Con biết được những thứ đó thì như thế nào ấy thì mình sẽ làm ở trên kênh của mình, thậm chí là có 3 kênh mà mình đang phát triển. Thì 3 kênh đấy mình để link ở phần mô tả bên dưới, thì để các bạn nhớ theo dõi subscribe cả 3 kênh đấy, thì các bạn sẽ xem cái cách thức mà mình phát triển nếu như mà mình bỏ một công việc. Bởi vì rất nhiều người khi mình bảo mình quyết định bỏ công việc thì rất nhiều người lo lắng cho mình rất là nhiều, và là làm thế nào mà có thể ăn nếu như bỏ việc, thì có mà chết đói à. Ở thời buổi này thì kiếm được một công việc như vậy cũng rất là khó, rồi đúng ngành nghề rồi thế này thế kia. Mình nghĩ rằng là mình đang sống một cuộc sống của một người khác, không phải là cuộc sống của bản thân. Mình sẽ đi tìm ra cái mà mình thích và mình cứ thích gì thì mình làm thế thôi. Chứ còn bây giờ mình đang sống cuộc sống của người khác khi mà mình đã cố gắng là vào được nhà nước này, an tâm của bố mẹ này, học hành thật là tốt này, để bố mẹ thật sự là an tâm này, để hãnh diện, gia đình hãnh diện này. Còn bây giờ mình trở thành một thằng thất nghiệp này, cú bất cú bơ, hỏi nó làm gì, bảo nó làm YouTube, hiểu không, làm streamer, hiểu không? Thì chắc chắn là có nhiều người họ còn chả biết nó là cái gì luôn ấy. Bảo ô, nó làm cái gì đi nhỉ, YouTube là cái gì, streamer là cái gì, hoặc là đầu tư kiếm tiền online nó là ô, nó làm cái gì, hay là thằng này nó lại lừa đảo cái gì đây, chắc là nó lại là một thằng lừa đảo ấy mà. Ôi, cuối cùng chung quy là học hành gì bao nhiêu năm trời xong cuối cùng vẫn trở thành một cái thằng lừa đảo. Ok, thì mình đến thời điểm hiện tại thì mình đã xác định được rằng là không quan tâm gì đến tất cả những gì mà mọi người nói nữa. Và nếu như các bạn, mình muốn dành cái thông điệp cho các bạn là nếu như các bạn đang thích cái điều gì đó, các bạn thích làm một điều gì đó thì các bạn hãy cứ làm. Bởi vì khi các bạn làm được một điều mà các bạn thích thì đấy không phải là việc mà các bạn làm, mà các bạn chẳng qua là chỉ là theo đuổi sở thích của các bạn mà thôi. Thì ở Ấn thì khi ngày Ấn ấy thì có một bộ phim Ba Chàng Ngốc khá là nổi tiếng.
hãy cứ theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Bạn thực ra cái câu mà hãy cứ theo đuổi đam mê, thành công theo đuổi bạn ấy, thì thành công sẽ theo đuổi bạn ấy, thì nó chỉ phù hợp với Ấn Độ mà thôi, cũng hoàn toàn không phù hợp với Việt Nam đâu. Đâm ra nếu như ở Việt Nam thì các bạn cần phải làm theo một kiểu khác. Kiểu này thì mình sẽ chia sẻ bằng cách thức mà mình đã làm được, việc mình bỏ việc rồi thế này thế kia, trở thành một freelancer rồi thế này thế kia, mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Nếu như mà thật sự các bạn muốn thì nhớ theo dõi kênh mình thường xuyên, và share video này cho tất cả mọi người. Nhắc lại một lần nữa nhé, đến cái hãng máy bay của mình nó còn phá sản thì các bạn đừng mong rằng là nếu như mà khi đầu tư mà chẳng may mình có nắm chắc một con quét nào đó, mình bảo là ô con này còn tốt đấy, nắm chắc chắc chắn phần thắng. Nhưng mà có những cái rủi ro đấy, đấy đấy mình, cá nhân mình đấy, đấy, đấy mình nắm chắc phần là mình đã đi Ấn rồi, thế mà cuối cùng nó xảy ra những cái rủi ro mà mình không thể nào mà nghĩ được. Ôi, bây giờ mình chỉ có nghĩ rằng là nếu như mà ok thì đấy coi như là mình may mắn, nếu như mình cố tình lên cái hãng máy bay đấy hoặc cố tình mua vé máy bay đấy, biết đâu máy bay lại rơi thì sao, trời ơi biết đâu máy bay rơi thì sao, tôi lại không ngồi đây chém gió rồi các bạn. Ok, hẹn anh em ở clip sau nhé.